Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một bộ bàn ghế nội thất phòng khách, một bộ bàn ghế và chiếc kệ tivi bằng chất liệu gỗ hương đá. Đấy, bộ bàn ghế là mẫu Tần Thủy Hoàng, hàng siêu khủng, chúng tôi nhấn mạnh hàng siêu khủng, và chiếc kệ tivi cũng hàng siêu khủng luôn. Đấy, bộ hai sản phẩm này được Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình anh Thuần đến từ Thái Thụy, Thái Bình. Anh đã đặt hàng cơ sở đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, và hôm vừa rồi thì anh đã về trực tiếp tại cơ sở để kính mộc bộ sản phẩm này. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình nhà anh Thuần. Anh gọi chắc rồi em ạ. Bộ sản phẩm này là bộ Tần Thủy Hoàng gồm có 6 món, hàng siêu khủng luôn, được chọn vân chọn gỗ từ A đến Z, từ đầu chí cuối. Và cái hàng đặc biệt này của chúng tôi nó khác biệt hoàn toàn so với cái hàng thông thường trên thị trường. Thì khác biệt như thế nào thì xin mời quý khách bớt ra độ khoảng vài phút để chiêm nghiệm và cũng như theo dõi hết video clip này. Chúng tôi sẽ review chi tiết hơn cái bộ sản phẩm này ở trong clip này. Xin quý khách bớt ra độ khoảng vài phút. Đấy, sản phẩm này Thành Luân chúng tôi sẽ chuẩn bị đóng gói đi bàn giao cho gia đình anh Thuần. Ở đây chiếc kệ tivi kiểu mõ đồng tiền dài 2m6. Đấy, hàng siêu khủng, chúng tôi nhấn mạnh hàng dày. Đấy, và kỹ thuật làm cao. Đấy, cánh đục thủ công bằng tay, hàng siêu dày, nó khác biệt hoàn toàn so với hàng thị trường và nó sẽ đắt hơn hàng thị trường rất là nhiều. Đấy, ở đây Thành Luân chúng tôi có tất cả các loại sản phẩm, đấy, mẫu mã và giá cả. Đấy, chúng ta có thể so sánh. Các bác về trực tiếp cơ sở Thành Luân chúng tôi để so sánh mục sở thị. Và trước tiên chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách chiếc đoạn dài đầu tiên. Đấy, chiếc đoạn dài hàng siêu khủng này, từ cái dáng ghế là cái chân này. Đấy, cái độ vẩy của cái dạ yếm này. Đấy, cong này. Hàng siêu khủng. Đấy, chúng tôi làm dày, rất chi là dày, không những là dày về kỹ thuật, về kỹ thuật và đường nét chúng tôi làm khác biệt hoàn toàn. Đấy, những cái dạ nó cong, nó bay này rất chi là đẹp. Đấy, nó không những cái hàng ở trên thị trường cách thường thấy. Và vân gỗ đây thì chúng tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Vân gỗ này. Đấy, tần này, cái mẫu tay này gọi là mẫu tay pháo này. Mẫu tay pháo này. Đấy, vân gỗ đây, bác nhìn đây. Cột liền. Đấy, cột liền. Chương liền. Vách tựa liền khối, vách tựa này liền khối, liền tấm từ đây đến đây, liền khối luôn, được đục thủ công bằng tay. Đấy, đục thủ công bằng tay. Đấy, các bác đang thấy đây. Hàng của chúng tôi là đục thủ công bằng tay. Đục tay 100% đục tay nha. Các bác có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân tôi theo hai số điện thoại: 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Đây. Kia chìa khóa kìa. Siêu phẩm mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân. To cao dài rộng và nó hoành tráng. Đấy, chúng tôi cũng giới thiệu rất nhiều rồi. Một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cột 12 này của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, nếu mà để xếp lên con xe 1 tấn 4 hay là 2 tấn rưỡi, 1 tấn 25 thì sẽ chật, không kê được. Đấy, muốn kê được thì chúng tôi phải treo ghế lên thì mới kê được. Nhưng bình thường các bộ cột 14 ở thị trường chúng tôi cho vào cái xe 1 tấn 25 này là lọt hỏm. Đấy, cho cột 14 vào cái bộ vào cái xe này là nó lọt hỏm rồi. Còn riêng của chúng tôi này, cột 12 bộ đấy cũng xe đấy cũng không chở được, bởi vì cái kích thước của chúng tôi nó to, cao, dài, rộng. Đấy, hơn hàng thông thường rất là nhiều. Đấy, chúng tôi cũng lại lấy một cái trường hợp quý khách hôm đó chúng tôi bán cho một khách hàng, giao buôn cho một khách hàng một bộ. Đấy, thì khách hàng đó mới gọi xe mà bình thường vẫn hay chở các bộ Tần Thủy Hoàng cho anh đó. Đấy, thì một hôm đó anh ấy vào, đầu tiên là gọi điện thì bên em mới gọi, tôi mới hỏi là xe anh là xe bao nhiêu tấn. Anh bảo xe anh xe 2 tấn rưỡi, tấn tư lưng tải lên 2 tấn rưỡi. Thế bọn tôi mới bảo là cái bộ của bọn em đấy là bộ đấy là kê nó chật lắm, mà nó chật vật lắm. Nếu mà để xếp thành hết bộ nó cực kỳ là chật vật. Đấy, nó khó xếp lắm, phải treo ghế lên thì mới vừa được. Thì anh khách hàng đó anh không tin. À quên, xin lỗi, là anh lái xe đó anh không tin. Anh bảo úi giời, cái bộ cột 12 chúng tôi chở được hai bộ. Nhưng rồi lúc thì ok, bọn em đầu bọn tôi cũng nói, thì cuối cùng là anh vẫn chốt là cái xe đó đến. Thì đúng lúc đó anh ấy đến để bốc cái bộ ghế này lên để chở. Thì xin thưa với khách, cho cái đoạn lên, đến lúc cho ghế nên không thể cho nổi.
Đấy, không thể cho lỗi. Mà trong khi đấy anh ấy bảo là cột 14 xe ấy vẫn chở vừa. Đấy, nhưng mà cột 12 của Thành Luân thì không chở vừa. Đó. Đấy, các bác nào không tin có thể về trực tiếp cơ sở Thành Luân tôi để mục sở thị. Đấy, cũng như là anh Thuần này, anh tính nói tính của anh Thuần quá là cẩn thận luôn. Anh Thuần ở Thái Thụy Thái Bình này, anh là chủ nhân của bộ sản phẩm này. Anh cực kỳ là cẩn thận luôn. Đấy. Anh cẩn thận tối là một ngày anh có thể điện cho Thành Luân chúng tôi tầm được khoảng chục cuộc đến hơn chục cuộc điện thoại. Đấy. Chục đến hơn chục cuộc điện thoại. Đấy. Cực kỳ là cẩn thận. Đấy, thì cuối cùng là anh cũng chốt đến đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đấy. Đây, đây bộ sản phẩm này của anh Thuần, chúng tôi quay rất chi tiết, quay rất chỉ là cẩn thận để anh Thuần thấy được. Đấy, anh Thuần cẩn thận lắm. Đây. Thì trong cái kệ của chúng tôi đây. Thì trong kệ này chúng tôi làm rất dày dặn và làm đẹp từ trong ra ngoài. Làm đẹp từ trong ra ngoài. Đấy là hàng khủng, hàng VIP. Đây từ những cái ngăn kéo này các bác nhìn đây. Ngăn kéo nó đã dày dặn như này. Đấy, dày dặn như này. Còn cái hàng bình thường nó mỏng tan. Đấy, các hàng chúng tôi có cả hàng 10 triệu, 12 triệu một chiếc kệ. Đấy, nhưng cái kệ này nó gấp đôi tiền, thậm chí là hơn cả gấp đôi. Đấy, siêu phẩm của chúng tôi là nó như vậy. Các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình. Đấy, clip của khách đang xem chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân nằm tại xã Tân Dân, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây là cái showroom của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Ở showroom này chúng tôi đang sắp hoàn thành. Các bác có nhu cầu hãy về trực tiếp cơ sở showroom của chúng tôi để tham quan và mục sở thị. Vâng, một lần nữa thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Chúng tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.